Ukraine một lần nữa kêu gọi phương Tây cho phép tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga sau khi lực lượng của Kiev mở chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk ngày 6 tháng 8. Ukraine đã đề nghị Thủ tướng Anh Keir Starmer cho phép sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công lãnh thổ Nga, khẳng định rằng vũ khí này sẽ đảo ngược cục diện xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa sau khi lực lượng của Kiev tiến hành chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk của Nga. Trong một thông điệp video ngày 17 tháng 8, ông Zelensky cho rằng việc quân đội Ukraine có thể sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công tầm xa vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga là vấn đề chiến lược quan trọng nhất trong cuộc xung đột hiện nay. Tuần trước, ông Zelensky đã chỉ thị cho các quan chức và nhà ngoại giao Ukraine lập kế hoạch để thuyết phục các nước phương Tây dỡ bỏ hạn chế đối với việc sử dụng tên lửa viện trợ, tấn công vào các mục tiêu bên trong nước Nga. Tuy nhiên, cho đến nay, các đồng minh vẫn chưa đưa ra quyết định cần thiết. Ukraine đã đề nghị Thủ tướng Anh Keir Starmer cho phép sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công lãnh thổ Nga, khẳng định rằng vũ khí này sẽ đảo ngược cục diện cuộc xung đột. Trong các cuộc họp ở London vào tháng trước, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã từ chối yêu cầu của ông Zelensky về vấn đề này. Ukraine lại một lần nữa đưa ra đề nghị sau khi lực lượng của Kiev mở chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk hôm 6 tháng 8. Cố vấn của Tổng thống Zelensky, ông Mykhailo Podolyak, cho biết nếu Anh nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí, điều này sẽ cho phép Ukraine gia tăng cường độ tấn công vào các mục tiêu quan trọng sâu bên trong nước Nga, từ đó đẩy nhanh quá trình kết thúc xung đột. Ukraine đã lập một danh sách các mục tiêu tiềm năng, bao gồm các sân bay, sở chỉ huy và tiếp tế của Nga. Các cuộc tấn công như vậy sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực của Nga trong việc tiếp tế cho lực lượng phòng thủ của họ ở Kursk, cũng như việc thả bom lượn xuống các khu vực dọc tiền tuyến. Thực tế, Ukraine đã được cấp phép sử dụng một số vũ khí tiên tiến của phương Tây bên trong lãnh thổ Nga. Lực lượng Ukraine đã được phát hiện sử dụng xe tăng Challenger 2 của Anh hay hệ thống HIMARS của Mỹ trong chiến dịch đột kích vào Kursk. Xe tăng Leopard của Đức cũng xuất hiện trong chiến dịch này. Tuy nhiên, cho đến nay, các nước phương Tây vẫn chưa đồng ý cho Ukraine thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa qua biên giới do lo ngại căng thẳng leo thang và lan rộng ra ngoài khu vực. Ukraine rất cần Anh cho phép sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow để tấn công lãnh thổ Nga, ông Podolyak nói với The Telegraph. Cố vấn của Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ một phần chiến lược ngoại giao của Kiev khi nêu chi tiết cách các sở chỉ huy, kho chứa tên lửa hành trình và sân bay quân sự của Nga nằm gần biên giới Ukraine sẽ bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công có hệ thống và quy mô lớn. Một trong những căn cứ không quân đó là Lipetsk, nơi Kiev đã nhiều lần tập kích bằng cách sử dụng UAV sản xuất nội địa. Tuần trước, các quan chức Ukraine tuyên bố đã phá hủy 700 quả bom lượn của Nga trong một cuộc tấn công. Sân bay này cách biên giới Ukraine với khu vực Kursk của Nga khoảng 320 km. Ukraine đã chứng minh được khả năng tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu của Nga. Các cuộc tấn công như vậy hiện mới được thực hiện bằng các năng lực hiện có của Ukraine. Chúng là những hoạt động rất phức tạp và tốn thời gian, ông Podolyak cho biết. Theo ông, việc phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow trên lãnh thổ Nga sẽ làm chậm đáng kể và làm phức tạp hậu cần của Nga, đồng thời buộc Moscow phải điều chuyển máy bay đến các sân bay cách xa tiền tuyến hơn. Nếu Ukraine có thể sử dụng Storm Shadow trong các hoạt động như vậy, chất lượng và số lượng các cuộc tấn công có thể tăng lên đáng kể. Các cuộc tấn công có hệ thống và quy mô lớn là một trong những chìa khóa để cuối cùng xoay chuyển cục diện theo hướng có lợi cho Liên minh Dân chủ ủng hộ Ukraine, ông Podolyak nói thêm. Kiev đã gửi yêu cầu tới cả Anh và Pháp để thúc đẩy việc dỡ bỏ hạn chế đối với Storm Shadow. Ông Zelensky cũng đã nhiều lần yêu cầu Mỹ cho phép sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Cho đến nay,
các nước châu Âu vẫn ngần ngại hành động nếu không có thỏa thuận với Mỹ. Trong khi đó, Mỹ vẫn chưa bật đèn xanh cho việc sử dụng vũ khí tầm xa do Washington cung cấp ở tỉnh Kursk. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh tuần trước thừa nhận rằng Washington vẫn lo ngại về sự leo thang liên quan đến các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine. Theo bà Singh, chiến dịch của Ukraine ở Kursk phù hợp với chính sách của Mỹ vì Kiev đang phòng thủ chống lại các cuộc tấn công từ bên kia biên giới. Tuy nhiên, Washington không ủng hộ các cuộc tấn công tầm xa. Bà Singh không nêu rõ Ukraine được phép tấn công vào lãnh thổ Nga bao xa, nhưng phát biểu trên được cho là cấm Ukraine sử dụng ATAC bên trong lãnh thổ Nga. Theo bà, chúng tốt hơn là nên nhằm vào Crimea. Nga sát nhập bán đảo này của Ukraine năm 2014 sau một cuộc trưng cầu ý dân mà cả Kiev và phương Tây đều không công nhận kết quả. Bộ Quốc phòng Nga ngày 18 tháng 8 cho biết, nước này đã giành quyền kiểm soát ngôi làng tiền tuyến Stivironivka ở vùng Donetsk, phía đông Ukraine và tiến gần trung tâm quân sự Borovsk. Theo TASS và CNN, làng Stivironivka cách thành phố Pokrovsk của Ukraine khoảng 15 km. Dù Pokrovsk không phải là một thành phố lớn, chỉ có 60.000 dân sinh sống trước khi xung đột xảy ra, nhưng nơi đây đóng vai trò là một trung tâm quân sự quan trọng ở đông Ukraine nhờ khả năng tiếp cận dễ dàng tới Kostiantynivka, một trung tâm quân sự khác. Quân đội Ukraine sử dụng con đường nối liền hai nơi để tiếp tế cho tiền tuyến và sơ tán binh sĩ bị thương về Dnipro. Các lực lượng Nga kiểm soát Sviridonivka trong bối cảnh họ đang tiến nhanh về Pokrovsk. Người đứng đầu cơ quan quân sự thành phố Pokrovsk Serhii Dobryak trước đó đã thúc giục người dân ở đó sơ tán ngay lập tức. Kẻ thù đang nhanh chóng tiếp cận ngoại ô Pokrovsk, chỉ còn cách khoảng 10 km và tình hình sẽ chỉ tồi tệ hơn. Cảnh báo của ông Dobryak là bằng chứng cho thấy Moscow vẫn chưa giảm bớt các cuộc tấn công vào những vùng khác của Ukraine, bất chấp việc Ukraine đột kích xuyên biên giới và xâm nhập vào vùng Kursk của Nga thành công. Cuộc đột kích của Ukraine là một diễn biến quan trọng sau hơn 2,5 năm xung đột giữa nước này với Nga. Ukraine tuyên bố đã kiểm soát hơn 1.000 km vùng lãnh thổ Nga kể từ khi thực hiện cuộc đột kích bất ngờ cách đây nửa tháng, buộc hàng chục nghìn người Nga phải rời bỏ nhà cửa. Bộ Ngoại giao Nga ngày 16 tháng 8 cho biết Ukraine đã sử dụng rocket của phương Tây lần đầu tiên để phá hủy một cây cầu bắc qua sông Seim ở vùng Kursk. Các quan chức Ukraine cho biết quân đội nước này đã tiến sâu vào lãnh thổ Nga khoảng 35 km và vẫn tiến lên từ 1 đến 3 km ở một số khu vực. Trong nhiều tháng qua, Nga đã kéo giãn tuyến phòng thủ của Ukraine trên toàn bộ tiền tuyến, cố gắng giành quyền kiểm soát lãnh thổ Ukraine càng nhiều càng tốt trước khi các tân binh của Ukraine và lô vũ khí mới của phương Tây xuất hiện trên chiến trường. Việc quân Nga ngày càng tiến gần về phía Pokrovsk đã khiến Ukraine và các đồng minh lo lắng. Nếu Nga giành được thành phố này thì Moscow sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ các khu vực Luhansk và Donetsk ở miền đông Ukraine. Sĩ quan Serhii Tsehotsky thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 59 của Ukraine cho biết, cuộc đột kích của Ukraine vào vùng Kursk không làm giảm các cuộc tấn công của Nga ở vùng Donetsk. Ông cho biết các nỗ lực tiến công của Nga không dừng lại một phút nào và các trận chiến vẫn tiếp diễn suốt ngày đêm.